Hello anh em Second Hand, xin chào. Chào mừng anh, của chúng ta là một con xe cào cào đến từ thương hiệu Bridgestone. Model của nó là Revio ha. Những con trước mình không thấy model mà sao con này nó có model nè anh em. Con xe cào cào này thì đi bánh 26 inch, vành inox, tâm inox. Xe này thì đi bằng dây cu ro, có 3 tốc độ ha anh em, giống như những con xe trước. Với lại cập nhật thêm cho anh em luôn là những con xe trước mình đã bán hết rồi nha. Chỉ còn một con là mình vừa up hôm qua, với lại một con này là hai con nha, còn lại là bán hết rồi. Thì con xe này thì là nguyên zin, không có lai tạp bất cứ cái món gì của Việt Nam vô hết ha nè, 100% là đồ Nhật. Thì những con xe này thì được mình tuyển chọn từ những cái lô xe á, thì thường thì những cái lô xe mình tuyển chọn trước, cho nên là xe đẹp mình có hết rồi anh em. Anh em nào mà biết chơi á thì alo cho Phúc ha. Thì những con xe này cũng rất là hiếm, tại vì những con xe mà nó zin như thế này, đồ đạc của nó còn nguyên bản như thế này thì cũng không có nhiều anh em. Thì mình cũng giành giật với nhau để đem những con xe này về tới Việt Nam để cho anh em chơi ha. Anh em là thiện chí thì alo cho Phúc qua số điện thoại là 0898831234. Thì những con xe này thích hợp mình mua về cho các em học sinh đi học nè, hoặc là các anh các chú gì đó mình mua mình đi tập thể dục hoặc là đi cà phê vòng vòng cũng ok. Xe này thì được đi bằng dây cu ro nha, dây cu ro. Thì đặc điểm của dây cu ro là những con xe cao cấp mới đi bằng dây cu ro, và độ bền của dây cu ro thì nó sẽ gấp 4 gấp 5 lần so với sên. Và đặc biệt là cái vận hành của dây cu ro thì nó rất là êm. Xe này thì có 3 tốc độ ha, một nhẹ, một vừa và một nặng để đi đường trường á. Khi nào lên dốc thì mình chuyển về số 1 ha, mình đạp cho nó nhẹ anh em. Rồi con này là vành cũng là inox luôn nha, có dè, dè thì dè bằng nhôm thì phải, nhôm hay là sắt gì đó. Rồi con này thì hôm nay là mình có được cái rổ inox á, cho nên là mình gắn vô luôn. Đó, một cái rổ inox như vậy thì mình mua tại Campuchia là khoảng 8 đô á, 8 đô tới 10 đô anh em. Cái rổ nó không rẻ đâu, cái rổ đó là cái rổ zin Nhật nha. Đó, cho nên anh em thấy không, cái rổ nhìn rất là chắc chắn ha. Rồi để anh em không đợi lâu thì mình vô chi tiết ha. Đây là con cào cào đến từ thương hiệu Bridgestone ha. Này là sườn lắc to không mối hàng, cho nên là rất là chắc chắn nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy là cực kỳ chắc chắn luôn ha. Đó, đây. Đó, model này của nó nè anh em, Revio nè, thấy chưa. Con xe này sườn lắc co ha, bánh 26 inch, thích hợp cho những em học sinh hoặc là các anh mua uống cà phê chơi. Đó, đồ đạc của nó là zin nguyên bản nha anh em, mình thấy sáng trưng không. Đó, kính trước đồ này kia là còn rất là đẹp, chỉ có hơi nhăm nhăm thôi. Đó, đây. Đó, tâm inox nè, vỏ heo xe còn luôn nè, tâm inox, vành inox nha, gác đầu bu là inox nè. Đó, xe này thì mình chưa rửa đâu nha anh em, rửa ra là còn đẹp lắm nha. Cái này là chưa có rửa, mình về mình khui ra thì mình quay đèn luôn nè. Đó, khóa cổ là khóa đôi ha, là khóa trước và khóa sau luôn. Đó, khóa sau là bắt đầu tự động nó khóa trước luôn nha. Đó, đây là một số cái tem xe nội địa nè. Đó, tem xe nội địa nè. Đó. Đó, lợi thế của mình là mình ở gần Campuchia nè ha, gần biên giới, cho nên là xe đẹp là mình đã cố gắng mình liên hệ, mình đã lấy trước rồi nè. Đó, cho nên là lúc nào thì mình anh em thấy mình lên xe thì đều khoảng 90% là xe đẹp hết à, tại vì mình không lấy xe tào lao anh em ơi. Nói thật thẳng ra luôn là mình không lấy xe tầm bậy bạ, thì mình lấy xe tầm bậy bạ về nhức đầu lắm. Đó, rồi bán cho anh em mà nhiều khi cái chất lượng không đảm bảo, rồi bảo hành đồ này kia đủ thứ hết. Đặc biệt xe này thì mình ship đi mọi miền tổ quốc nha. Thì anh em ví dụ như mình ở những tỉnh xa thì chuyển phát nhanh ha. Khi mà anh em nhận xe thì thanh toán tiền, đặt cọc trước xe thì khoảng 20% ha, 20-30% gì đó. Thì hoặc là anh em nào tin tưởng thì mình chuyển đủ luôn cũng được ha. Xe này mình có thể ship đi Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh gì là đủ hết, Điện Biên gì là em có ship hết rồi nha. Cho nên anh em yên tâm ha. Thì mấy tỉnh phía Bắc thì khoảng một tuần lễ là sẽ tới. Đây, vành inox nè. Đó ha. Đó, tâm inox luôn ha. Đùm 3 số của Shimano, đi rất là êm nè anh em thấy không. Này, dây cu ro người ta vận chuyển rất là êm ái luôn nè ha, vận hành cực kỳ êm ái.
Đó, đây, đây là dây Cura nè. Anh em thấy vậy thôi chứ nó rất là bền nha. Cực kỳ bền. Đó, dây này cực kỳ chắc chắn nha. Nó đồ Riton nha anh em ha. Đồ Riton hết. Đây, Riton nữa nè. Đó. Đây là một số cái tem nội địa Nhật nè anh em. Nè, logo Riton ha. Đây, tem nội địa Nhật nè. Đây, yên cũng bởi Riton luôn nè. Yên Yazin nha, yên Yazin nè. Yên Yazin. Đó, ổ khóa cũng Riton. Bên đây thì nó có logo của bà Riton nữa nè. Đó. Ha, thắng đầm bi của bà Riton luôn ha. Thắng đầm bi thì cái ưu điểm của nó là khi mà mình rửa xe rồi đó mình thắng nó không có kêu ép nha nè, hoặc là xe đi mưa vậy đó. Đó. Đây, đó, model nè. Periton nè, Revio nè. Đó, khóa thắng đùm rồi ha. Mình quay rất là cận cảnh và chi tiết để anh em, những anh em ở xa người ta mua người ta nhìn thấy cái là người ta biết rồi ha. Để khỏi phải mất công mà hỏi tới hỏi lui lu bu lắm anh em ha. Thích chơi thì alo. Đó. Để quay thì giấu giếm mà để làm gì, khi mà nhận xe về thì thấy xe nó không đẹp thì không nhận, hoặc là lên nói không tốt thì cũng vậy thôi anh em. Ha, thẳng ra thì mình thành thật trước là ok nhất ha. Đó, cái đùm nó còn rất là đẹp ha. Đây. Đó, mấy cái dấu này là bụi nha, nè, bụi nè. Đó, bụi đó nha. Về rửa lại là rất là đẹp. Nói chung là vừa khui ra là mình quay liền luôn nha. Chứ mình không có rửa cho nên là nó đóng hơi đóng bụi tí xíu. Đó, logo Bridgestone, còn đây là rổ inox nè. Đó, cộng rổ cực kỳ bự bằng kỳ. Đây, tài thắng là đi Combe. Đây. Chuông nè. Đó. Chuông này là chuông âm nha anh em. Đó. Bình thường thì chuông kia nhưng mà chuông này là chuông âm. Ha. Rồi. Đây. Ba tốc độ của Shimano nha. Đây, còn rất là đẹp nha. Đó. Xe còn rất là đều và đẹp ha. Anh em thích chơi thì alo cho Phúc ha. Rồi. À, đây là một con xe nguyên zin Bridgestone ha, vành 26 inch. Anh em chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 0898831234. Rồi hẹn anh em ở một con xe kế tiếp và một clip kế tiếp. Second hand xin chào.